Já va. Qua tiêu đề thì chắc chắn là các bạn đã biết trong video này chúng ta sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm mình đang có ở trong bàn mình đây. Đó là Corsair K63 và Logitech G Pro. Cả hai chiếc bàn phím này đều đang có mức giá hơn 1,9 triệu đồng tại TNC Store. Để không làm mất thời gian của các bạn thì trước khi đi vào phần so sánh, mình sẽ nói ngay Logitech G Pro cho công năng sử dụng cao hơn, có vẻ vượt hơn so với Corsair K63 một chút, nhưng K63 lại cho cảm giác cá tính và mạnh mẽ hơn. Vậy lựa chọn của bạn sẽ là gì? Mạnh mẽ hay là cá tính? Hãy để TNC giúp một tay với video ngày hôm nay nhé. Trước khi đi vào những yếu tố riêng lẻ, hãy cùng bàn tới những yếu tố chung nhất, đó là sứ mạng mà hai chiếc bàn phím này mang trên mình khi chúng ra đời là gì. Với Corsair K63, đây là một chiếc bàn phím cơ lược bỏ đi nhiều tính năng vốn không cần thiết với phần đông người dùng, cho cảm giác khá là tối giản và hơn cả là cảm giác tận dụng được toàn bộ những tính năng của chiếc gear này. Ngay từ thứ chúng ta để ý nhất về nó, đó là đèn led mặc định màu đỏ cũng đã cho thấy cảm giác dù đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, không quá màu mè hoa lá nhưng vẫn cho tính thẩm mỹ rất cao. Trong khi đó, tiếp nối G310 Atlas Dawn thì G Pro là chiếc bàn phím tiếp theo mang nhiệm vụ của một chiếc bàn phím cơ dành cho game thủ thích mang vác gear theo người. Điều này thể hiện từ cái tên trở đi khi Logitech đã trực tiếp thể hiện mong muốn được người dùng nhớ đến bộ đôi G Pro Keyboard và G Mouse bằng cách đặt tên cho combo này mà không sử dụng số má gì như bình thường. Hãy bắt đầu với phần thiết kế. Điểm chung của cả hai chiếc bàn phím này là chúng đều đi theo hướng Tankylist, tức là lược bỏ đi phần bàn phím số, xuất hiện bên tay phải các phím điều hướng trái phải lên xuống, nâng cao sự nhỏ gọn và cơ động, tiện lợi khi mang theo người và trong quá trình sử dụng thực tế không khiến người dùng tốn quá nhiều diện tích. Điều này có vẻ sẽ được lòng anh em game thủ hơn là các anh em hay nhập liệu bằng phần bàn phím số. Cả hai đều trang bị được đèn LED nổi bật, chỉ có điều là màu sắc chúng hỗ trợ là khác nhau mà thôi. Kể từ đây, chúng ta đã hoàn toàn đủ lý do để nói rằng K63 là một chiếc gear mang lại cảm giác tối giản. Nó sở hữu thiết kế gọn gàng, khỏe khoắn mà không cho người dùng cảm giác bị cục mịch. Mặt trước của chiếc gear này có logo Corsair độc quyền, tổng thể đen với led đỏ cùng với dàn điều chỉnh media với tổng cộng 7 phím, 4 ở bên trái và 3 ở bên phải. 4 phím ở bên trái sẽ giúp chúng ta thực hiện các tác vụ play, pause và tour. 3 phím ở bên phải dùng để điều chỉnh âm lượng. Hai cạnh bên tương đối mỏng và cả cạnh trên dưới cân đối cho một diện tích vừa đủ để kê tay và sử dụng. Nhiều người cho rằng Corsair K63 quá hạn chế về mặt đèn LED khi chỉ hỗ trợ màu đỏ, thì hãy nhớ rằng Corsair Utility Engine vẫn luôn ở đó để chúng ta tùy biến tự do theo ý thích. Dù không có LED RGB màu mè hoa lá, nhưng hẳn nhiên sắc đỏ mà K63 mang lại là rất rực rỡ, cá tính. Và trong mùa đông này, mình thấy nó khá là ấm đấy chứ. Chuyển sang nói về Logitech G Pro một chút, thì về mặt thiết kế, G Pro được thừa hưởng khá nhiều từ thiết kế của G610 và G810. Điểm gây ấn tượng đầu tiên của G Pro với mình không phải là ở mặt trước, mà là ở dưới đáy của chiếc gear này có các miếng đệm cao su cho tác dụng chống trượt rất tốt. Trừ khi có những tác động rất mạnh, chiếc bàn phím này hầu như không xê dịch và rất cố định ở một vị trí trên bàn các bạn, giúp chúng ta có trải nghiệm ổn định hơn. Người dùng cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh góc 6 độ hoặc 10 độ tùy theo ý thích. Về các phím bổ trợ, G Pro có phím bật tắt đèn nền, đương nhiên rồi. Và bên cạnh đó thì có cả thêm phím khóa Windows. Về điều này thì cả K63 và G Pro đều chia sẻ chung với nhau. Anh em hay chơi game chắc hẳn rất thích phím khóa Windows bởi lẽ nó sẽ giúp cho trải nghiệm chơi game của chúng ta thuận tiện hơn và không bị văng vô duyên giữa chừng. Nhất là khi anh em sử dụng các bộ phím Shift hay là Control sẽ rất là dễ bị nhầm này. Chuyển sang nói sâu hơn về phía trước một chút thì G Pro là chiếc bàn phím được tham khảo thiết kế từ các team game hàng đầu thế giới như Cloud9 và TSM. Kết hợp với những thông số kỹ thuật, đây là bàn phím TKL đầu tiên đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Tuy vậy, về thẩm mỹ cá nhân, mình cho là Corsair đã tận dụng tốt hơn phần phía trên phím ở trên K63, khi các phím media của họ rất hữu ích, còn phần này của G Pro cho cảm giác chưa được tương đối lắm, tương đối dày và không tỏ ra quá hữu dụng, nhất là khi so sánh với viền dưới rất mỏng của nó. LED RGB trên G Pro thì có lẽ không cần phải nói nhiều, màu phủ đều, rất đẹp, nổi bật và vừa mắt với khả năng tùy biến cao. Về nguyên lý cấu tạo của đèn Spectrum RGB trên G Pro có khác một chút so với LED ở trên K63. Đèn LED RGB cùng với lò xo được đặt chính giữa switch, đưa ánh sáng lên trên thông qua khoảng trống xuyên từ đáy switch lên đến slider, cùng với sự trợ lực đến từ một thanh tinh thể nằm giữa, giúp ánh sáng LED của G Pro không bị quá chói, không bị lọt ra ngoài và sáng rất đều. Đây là cách thiết kế tối ưu hơn một chút so với thiết kế dạng bóng rời trên switch Cherry MX. Thực ra về việc thích đèn nền của máy nào hơn sẽ phụ thuộc rất là lớn vào bạn. Không thể phủ nhận LED đã trở thành xu hướng, nhưng anh em vẫn sở hữu những khẩu vị rất là khác nhau. Người thì thích bàn phím sáng rực lên, có những người lại chỉ ưng khi mà chữ của keycap sáng lên và chấm hết. Lựa chọn là của riêng mỗi người dùng. Về kích thước, K63 cho cảm giác hầm hố hơn một chút với kích thước tổng thể 365x171x41mm, trong khi kích thước của Logitech G Pro là 360x153x34.3mm, khá giống với G810 Orion Spectrum, chỉ khác ở chiều rộng thôi. Theo đó, K63 cũng cho cảm giác đầm tay hơn khá khá bởi lẽ trọng lượng của nó lên tới 1,12kg, hơn nhiều so với 980g của G Pro. Thực ra K63 cũng chẳng khiến chúng ta khổ sở để mà mang vác lắm đâu, chỉ là K63 đã gọn thì G Pro còn gọn hơn mà thôi. Với một người luôn luôn yêu thích sự đầm tay và nặng nặng một chút như mình thì K63 có vẻ ăn điểm ở phần này.
với chất liệu nhựa cứng cao cấp, dù không bằng được mấy con làm bằng kiểu kim loại đắt tiền ấy, nhưng K63 mang lại cảm giác rất là cứng cáp và bền bỉ. Trong khi đó, nhựa cứng cũng là chất liệu hồn cốt của Logitech G Pro. Nói sâu hơn về G Pro, vỏ kín của nó được làm bằng nhựa với bề mặt hoàn thiện sần mịn, hứa hẹn sẽ bền qua năm tháng và hạn chế chảy xước. Tuy vậy, phía cạnh lại được làm bóng bẩy hơn, ngược lại lại có khả năng bị xuống cấp, khiến anh em có lẽ phải trang bị thêm một cái case cho mình để mà đảm bảo tính thẩm mỹ của phần này. Cùng tiếp tục so sánh về keycap. Keycap của K63 thực sự là khá kém mắt nhìn. Đầu tiên là phông chữ trải rộng to bè trên keycap cùng với phím space được hoàn thiện dưới dạng sần bấm rất là thích tay. Cái này có lẽ mình cũng không trình bày gì nhiều thêm bởi vì nó thuộc về vấn đề thẩm mỹ của từng người rồi. Các keycap của K63 cũng như với G Pro được hoàn thiện trên chất liệu nhựa ABS, cực kỳ đảm bảo về mặt độ bền sản phẩm. Thế nhưng hãy lưu ý là trong thời gian sử dụng lâu dài thì bề mặt này có thể bị bóng lên vì những tác động từ bên ngoài, cả vì môi trường và cả việc chúng ta gõ nữa, khiến thẩm mỹ của nó hơi bị ảnh hưởng một tí đấy. Trong khi đấy thì keycap của Logitech G Pro với sự trợ giúp đến từ lớp phủ Soft Touch và Switch Romaji độc quyền cho cảm giác rất là đã tay theo một cách rất là khác. Về Switch chúng ta hãy cùng nói sâu hơn ở phần sau của video nhé. Mình chỉ xin tiết lộ trước trong phần này đó là cảm giác bấm của G Pro dù khá ổn nhưng vẫn có những thứ mà chúng ta cần phải làm quen qua thời gian. Tuy vậy lại không bị hơi gượng như kiểu là G910 Orion Spark đâu nhé. Hoặc là chỉ có mình thấy gượng thôi. Chất lượng hoàn thiện và mức độ chăm chút của người dùng đến từ hai nhà sản xuất này thì khỏi cần phải bàn cãi nữa rồi. Điều này được thể hiện thông qua các kết nối của K63 và G Pro. Với K63 thì bất chấp việc dây kết nối của nó thuộc loại trơn bình thường chứ không phải là loại dây chống chịu, tác động hay là chống đứt, thì đầu cắm USB của nó lại được bảo vệ bằng một thanh bảo vệ dạng xoắn như thế này. Có cả logo của nhà sản xuất ở trên đó, phải nói là trông cực kỳ là mạnh mẽ. Logitech lại mang đến cho người dùng một chiếc dây dù dài tới 1,8m, hứa hẹn cực kỳ bền bỉ và đã làm cho mình phải cảm thấy ấn tượng ngay từ khi mở hộp. Dây của G Pro là dây có thể tháo rời với bàn phím. Kết nối của dây này với bàn phím và PC của bạn sẽ hứa hẹn rất là chắc chắn. Nói chung là rất là khó để có thể mất kết nối được. Sự tối ưu này đến từ cổng micro USB với đinh ba hai càng ở đầu kết nối với chiếc ghi của chúng ta. Giờ hãy chuyển sang nói đến phần mà chắc hẳn anh em đang rất quan tâm, đó là sự khác biệt lớn trong trải nghiệm sử dụng thực tế của hai chiếc bàn phím này. Sự khác biệt này chủ yếu đến từ Cherry MX Red và Switch ROMG được hai nhà sản xuất trang bị sẵn cho chúng ta. Với Corsair K63, đây thực sự là một chiếc keyboard mang đến cho người dùng trải nghiệm bàn phím cơ thuần túy và nguyên thủy. Cherry MX Red giúp cho trải nghiệm bấm phím rất nhẹ với lực khoảng 45g. Lúc đầu anh em có thể thấy hơi cứng một chút và thực ra cũng còn tùy sản phẩm cụ thể mà anh em trải nghiệm nữa. Nhưng đây thực sự là chiếc gear cho cảm giác càng bấm thì càng mượt và bền bỉ theo thời gian. K63 sinh ra chính là để cho anh em chơi game yêu cầu bấm phím liên tục và nhanh. Đồng thời dùng lâu dài vẫn không thấy trải nghiệm thua là bao so với cái thời mà mới gác về nhà. So sánh thêm một chút thì Cherry MX Red của K63 với những chiếc keyboard mà anh em đang dùng thì cũng khá cơ bản thôi. Việc không cho tiếng click và phản hồi của nó có khác một chút so với Cherry MX Brown có phản hồi. Black thì khá giống với Red nhưng mà lực nhấn mạnh hơn và Blue có đồng thời cả tiếng và cả phản hồi. Sau khi đó, Switch ROMG là sản phẩm độc quyền của Logitech. Phải thôi, Logitech rất thích việc sử dụng Switch của riêng mình. ROMG được phát triển riêng bởi Logitech và Omron, cũng được tối ưu hóa cho chơi game. Khá giống với Cherry MX Brown với khớp tạo phản hồi tactile bump, phím của G Pro cho cảm giác bấm hết sức chính xác. Để tạo ra cảm nhận xúc giác kiểu này thì trên slider của phím có hai chân mấp mô và phản hồi được tạo ra khi các lá kim loại thiết kế chéo rất độc đáo của G Pro tựa vào điểm mấp mô này và nảy ra. Tiếp tục so sánh với Cherry MX Brown, có thể coi là chia sẻ khá nhiều đặc tính chung. Ta có thể thấy ROMG thể hiện tốt hơn ở một số mặt, bao gồm có hành trình phím là 3mm với điểm kích hoạt phím 1,5mm cùng lực nhấn 45G, tức là hành trình và điểm kích hoạt phím đều ngắn hơn so với Cherry MX Brown, với những thông số lần lượt là 4 và 2mm. Điều này hẳn nhiên chắc chắn là anh em game thủ rất khoái. Tuy vậy, các thông số của ROMG thua một số Switch khác có điểm kích hoạt 1,2mm, nhưng thực sự Switch của Logitech đã quá ngon so với tầm giá 2 triệu rồi. Sự khác nhau nền tảng của ROMG và Cherry Switch nói chung cũng là một điểm khác nhau nền tảng của K63 và G Pro. Đi vào chi tiết, chúng ta sẽ thấy Cherry sở hữu một cặp lá kim loại tiếp xúc với một tĩnh và một động, thì ROMG có tới hai cặp. Vì một số lý do khá chuyên sâu mà mình sẽ mang đến cho các bạn trong một video khác, ROMG đã được độ bền khoảng tầm 70 triệu lần nhấn, còn Cherry MX thường chỉ dừng lại ở 50 triệu lần nhấn thôi. Vậy thì có vẻ như với chỉ số độ bền trong thực tế sử dụng, ROMG của Logitech G Pro nên được đánh giá cao hơn. Vậy chẳng lẽ ROMG của G Pro lại hoàn hảo và không có điểm gì để chê à? Thực ra là có đấy, nhưng hạn chế này có vẻ cũng không lớn lắm và các anh em chơi keycap có lẽ là những người cảm nhận cái điểm yếu này cách rõ ràng nhất. Anh em sẽ thấy ROMG hơi tù túng một chút khi không thể thay thế keycap dùng với Switch Cherry MX được, bởi đơn giản cấu tạo bên trong của chúng đã không giống nhau rồi. Còn nếu anh em chỉ mua về để sử dụng thì sản phẩm đến từ Logitech hẳn nhiên là một lựa chọn rất đáng giá. Và trải nghiệm thực tế sẽ là yếu tố quyết định để kết luận lại bạn nên mua chiếc bàn phím nào trong tầm giá 2 triệu đồng cho mình. Nói qua về tầm giá này một chút, thực ra bạn có rất nhiều thiết bị để lựa chọn nếu có bằng này tiền và có cả những chiếc Switch clone giả cơ cho RGB cực kỳ màu mè sặc sỡ nữa. Tuy nhiên K63 lại sinh ra cho người chơi game và như đã nói thì nó mang lại trải nghiệm phím cơ tuyệt vời và nguyên thủy nhất. Thực tế mà nói thì mình tương đối hài lòng với chiếc gear này, nó cực kỳ hợp với những người yêu thích màu sắc cá tính mà nó mang lại, cũng như cảm giác gõ nhẹ nhàng.
với tốc độ phản hồi 1 ms và nhất là sự đáng giá đến từ 100% anti ghosting and hero lover, tức là bạn có thể bấm tất cả các phím trên bàn phím cùng một lúc. K63 là một lựa chọn thông minh của người dùng có các nhu cầu khác nhau. Hãy lưu ý rằng với Go Pro thì chúng ta chỉ có thể anti ghosting trên 26 phím thôi. Về thông số này thì K63 có vẻ như đã tốt hơn rồi. Việc lựa chọn con xe K63 hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào ấn tượng đầu tiên của bạn đối với em nó. Con xe vốn đã nổi tiếng với cảm giác phím bấm rất là đa ngón tay. Tuy nhiên theo quan điểm của một số người thì K63 lại chưa đáng để tin cậy lắm trong thời điểm nó ra mắt với một thiết kế vốn đã không dành cho tất cả. Sau khi được trải nghiệm thực tế, mình có thể phủ định hoài nghi của những người nói trên. Bởi khi sử dụng, bạn sẽ thấy K63 là một sản phẩm tuyệt vời cho cả chơi game và soạn thảo trong tầm giá 2 triệu. Chính ra để tìm điểm trừ cho nó thì cũng có thể. Đó là hàng phím cuối có hơi có một số người cảm giác là hơi bị dị, khó chơi keycap, khiến chúng ta mất một tẹo thời gian để làm quen. Nhưng khi đã quen rồi thì thực sự bạn có thể trở thành thần gõ phím hay là anh hùng bàn phím luôn. Kể mà con xe chơi luôn PBT và thêm 1 triệu nữa thì mình cũng chơi. Vì cá nhân mình rất là thích thiết kế của K63 này. Nếu bạn thấy em nó ngon rồi thì không cần phải nghĩ. Nhưng nếu nhìn vào đã không thấy thích về thiết kế hay là khi các hầm hố thiếu mềm dẻo hơi bị không hợp dơ một tí, thì có thể cân nhắc những lựa chọn khác. Và nó nhỏ này, nếu mà không thích led đỏ thì tham khảo K63 Lux RGB cũng được đấy. Còn Logitech Go Pro thì sao? Đương nhiên rồi, điệp khúc gõ thích tay mình đã nói ở trên chắc các bạn cũng đã phát nhàm rồi. Nhưng hành trình ngắn của nó khiến cho cảm giác kể cả khi người dùng để sẵn tay ở trên keycap mà ấn xuống hay là gõ nhanh như khi đánh văn bản đều sẽ khiến các bạn thấy hơi bị hẫng một chút và mất một ít thời gian để làm quen. Nếu anh em đã từng dùng Ozone Strike Battleground hay là Corsair K65, có lẽ phần làm quen này sẽ rất là nhanh, chỉ khoảng một vài phút thôi. Đồng thời mình thấy Go Pro khá là giống G810 Orion, chỉ là rút đi phần bàn phím số mà thôi. Các phím Enter, Space và Shift cho cảm giác hơi nặng tay hơn một tí xíu. Nếu ai đó đã quen dùng phím có độ nặng tay khi bấm tương đồng với nhau, hẳn nhiên sẽ thấy hơi khó chịu lúc đầu. Nhưng về sau khi quen rồi thì thực ra sự khác nhau này lại giúp chúng ta rất nhiều trong việc bấm phím chính xác và tăng khả năng gắn bó với em nó ở trong lâu dài. Về việc anti-ghosting ở trên 26 phím thì thực ra mình thấy như thế cũng đã là đủ rồi, bởi vì chúng ta cũng có 10 ngón tay rồi mà. Và nhắc đến trải nghiệm GoPro mà không nhắc đến Logitech Gaming Software thì đúng là một tội ác. Nói chung thì đây là phần mềm hỗ trợ rất nổi bật đến từ nhà sản xuất Logitech. Nó sẽ giúp các bạn tùy biến các phím function theo nhu cầu cá nhân, chỉnh lại màu sắc và hiệu ứng phím rất là đa dạng. Đồng thời, tính năng hiển thị đèn theo game sẽ giúp các bạn rất nhiều. Tỷ dụ như với nhiều game có các phím riêng để cast chill thì Logitech Gaming Software sẽ cho các bạn thấy được sự hữu ích rất là rõ ràng của nó. Chưa dừng ở đó, bạn cũng có thể đồng bộ hiệu ứng đèn nền ở trên các thiết bị thuộc dòng Spectrum. Nói qua nói lại thì về LED phần mềm thì chắc là Go Pro thuộc loại vượt trội rồi. Đó là tất cả những cảm nhận của mình sau một thời gian được sử dụng cả con xe K63 và Logitech Go Pro. Thực ra thì sau một thời gian sử dụng, cá nhân mình sẽ chọn con xe K63, mặc dù mình biết là sẽ rất nhiều anh em chọn Logitech Go Pro. Vậy lựa chọn của bạn là gì? Hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh TNC và mình sẽ còn hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.